Châu. Xin kính chào quý anh chị. Mary Châu xin kính chào quý anh chị và các bạn trong Naildeal ngày hôm nay. Trở lại với chương trình Naildeal. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi rất nhiều và cũng có rất là nhiều lời góp ý với chương trình. Hôm nay đứng bên cạnh của Mary Châu đó là anh Charlie Quý Tôn. Và kế bên anh Charlie Quý Tôn đó là Tú Mi. Hôm nay chúng ta không biết làm gì đây. Nhìn vào đó thì hôm nay anh tính là nấu món gì? Cái này gì? Giống như là anh Quý đang nấu đồ ăn vậy đó. Hôm nay là anh tính là cho Mary với là cho Tú Mi ăn món gì đây? Hôm nay món đặc biệt là bún bò Huế. Có ai có thể tưởng tượng được là anh Charlie Quý Tôn biết nấu bún bò Huế không? Nhưng mà kính thưa quý anh chị và các bạn, nói về cái ngành nail của chúng ta thì chúng ta thường thường đó, những cái supply là mình ra, mình mua những cái supply đã làm sẵn, đem về và dùng những cái supply đó để mà apply trên chân tay khách để chúng ta kiếm tiền ở trên đó. Riêng hôm nay có một cái chương trình rất là đặc biệt, đó là những cái sáng chế rất mới của anh Charlie Quý Tôn. Xin mời anh nói một chút xíu về những cái sản phẩm mà anh đang đem lên cái chương trình ngày hôm nay. Rồi các chị, cái brand name của cái những cái món này là Herbalspa. Herbalspa là đặc biệt làm từ herbs, là những cái dầu, thí dụ như dầu massage hoặc là cái gel này đã làm từ đậu nành. Tại vì cái những cái năm đi tới này là người Mỹ họ nhìn vào organic. Đúng. Và nhìn vào thiên nhiên nhiều, cho nên những cái mà artificial lần lần sẽ giảm đi. Đó là những cái nhìn nhận những tương lai mới. Anh nghĩ như thế nào anh là đưa cái herbal này vào ở trong cái ngành nail của chúng ta? Thứ nhất là mình nhìn vào cái sự khác biệt. Và cái thứ nhì là để mình làm sao để nâng cao cái giá cả trong một cái average ticket. Rất là quan trọng. Thì so mình... cái phần herbal này là mình làm cho cái mình add on cho cái service nào anh? Cái này là pedicure hoặc là manicure. Okay. Nhưng mà hôm nay thì mình nói về pedicure. Cho mọi người biết. Lý do tại sao nói về pedicure, tụi mình biết không? Là tại vì trong cái income của chúng ta trong cái ngành nail đó, mình nói là tay chân nhưng mà thật sự cái chân đó là cái mà chúng ta có thể kiếm tiền nhiều nhất. Có phải vì như vậy mà anh đưa cái sản phẩm của anh lên để nói chuyện ngày hôm nay không? Đúng vậy. Ok, cảm ơn anh. Cái này có phải là nếu mà họ mua thì mua như thế nào và anh bán như thế nào để họ có thể order như thế nào hả anh? Cái này là một cái gọi là trial kit, là cái rẻ nhất. Là trong đó mỗi thứ là một galon base, cũng có cái tray, cũng có cái menu, cũng có những cái insert, có những cái cup như vậy rất là dễ thương, có những cái muỗng bằng bamboo, rồi có những bốn chai dầu và ba loại herbs trong cái trial kit. Như vậy có thể là ở đây nó có phải là một cái kit của anh hay không? Đúng vậy chị, ở đây là một cái kit, complete kit là như vậy. Và cái giá cả của cái regular của nó là bao nhiêu? Chắc chắn tại vì Mary muốn hỏi rằng là tại vì đưa lên cái nail deal thì nó phải có cái giá. Thì bây giờ anh cho biết là cái giá cả của nó như thế nào? Một cái kit như vậy là 245 đồng. Dạ vâng. Nhưng mà vào cái nail deal thì là mình được 50% off. 50% off. Tôi mi ngưng ngay đó Tôi mi. Tức là 50% off từ 200 mấy anh? 245. Anh nói luôn cái giá luôn đi tại vì như vậy là giá của chị em là 122 đồng rưỡi. 122 đồng rưỡi, 50 cent mà anh lại có tất cả hết những cái set ở đây. Đúng vậy. Bao nhiêu galon tất cả hả anh? Mỗi thứ mỗi galon, tức là một galon gel, một galon mask, một galon massage oil và một galon lotion. Rồi và còn đường thì ra chợ mua, đường rẻ. Như vậy anh nói lại cái giá để cho các anh chị và làm sao để order. 245 đồng một kit và anh chị em mua gọi vào thì mình sẽ có cái giá 50% off, còn lại 122 đồng rưỡi và gọi vô số 1-800-572-9938 là công ty Alfalfa Nail Supply. Xin anh lập lại cái số phone của anh. 1-800-572-9938. Và nếu mà họ order thì anh cho cái thời hạn là bao lâu? Tại vì vừa rồi có nhiều anh chị gọi vào đó, cái thời hạn anh cho ít quá, thành ra họ không có mua được những cái deal mà anh cho. Mình cho hết tháng này. Hết tháng này, hết tháng này. Như vậy là trong vòng 30 ngày. Trong vòng 30 ngày. Về cái vấn đề Tú Mi thì hồi nãy Tú Mi làm cái này thì thách bao lâu? Mình thấy cũng khoảng chừng là một phút. Một phút là max à. Trong khi khách đã ngâm chân đến 5-7 phút rồi. Thì quá tiện mà lại sang. Mà mình có thể elevate, mình different. Cái chữ different rất là quan trọng. Đúng không? Tiệm nail nào cũng giống nhau mình không được. Là khi mình cái tiệm này xuống giá mình phải xuống theo. Còn nếu mình khác biệt mình đâu có sợ điều đó. Tú Mi thấy làm sao khi Tú Mi mix thì Tú Mi thấy làm sao cũng em nhanh thấy đúng nó không? Very fun. Em quậy cho mình cái này quậy em trước. Em còn có ý kiến là nếu mà như vậy ấy, mình cho khách hàng mix có họ cho họ có thể là tự họ thích mix cái gì có được không anh? Không. Không được hả? Dăng tùm lum hết thôi để anh tự làm đi. Lại cái vấn đề mình rất là muốn anh, tại vì có những anh chị khi mà xem đó thì lại mất cái đoạn đầu, mất cái đoạn cuối. Xin anh cho biết lại cái giá cả một lần nữa và họ order ở đâu? 245 đồng và được 50% off và mua từ Alfalfa Nail Supply, số điện thoại là 1-800-572-9938.
hoặc là vào trang web buynailsdirect.com. Dạ, và anh cho cái thời hạn là một tháng 30 ngày. 30 ngày. Có những cái chỗ mà giá cao high end area có thể làm cái chuyện đến 75 đô. Mình mix trước mặt khách hàng mà qua những tiệm nail khác không thấy được. Cái mà mình nhìn nhận vào cái ngành nail này là cái người chủ họ nghe lời người thợ nhiều, tức là người thợ muốn gì thì người chủ phải đáp ứng cái điều đó, nhưng mà cái tiệm của mình không phải như vậy. Mình làm chủ thì thợ phải nghe mình. Cho nên mình introduce những cái product này là thợ phải follow, chứ mình không để cho mình follow thợ. Và nếu mà như vậy anh nghĩ rằng là vì cái này là theo cái consumer, tức là theo khách hàng, đúng không? Đúng vậy. Những cái mà chúng ta đang mua ở ngoài supply để mua về để làm thì thật sự tiệm nào cũng có. Riêng khi mà mình carry những cái sản phẩm của anh Charlie Quý Tôn create ra những cái herbal như vậy thì mình nghĩ rằng là chỉ có cái tiệm của mình mới có mà thôi. Thì cái này là cái cần phải pha chế, thì anh có thể show cho các anh chị và các bạn xem là cái pha chế của anh như thế nào, có dễ dàng hay không, và làm sao để mà mình có được những cái sản phẩm và mình trình bày như thế nào để mà mình đưa ra khách hàng. Cái ngành nghề của mình pedicure đó thì giống như là body hoặc là facial, thì thứ nhất là mình ngâm cho mềm da, rồi mình rửa chân thiệt là sạch. Khách hàng giống như là mình khử trùng trước cái chân đó. Rồi cái step thứ nhì là khi mà da nó mềm rồi mình scrub. Sau khi mình scrub rồi mình mask xong rồi thì mình bắt đầu mình massage, và cuối cùng là mình moisturize, rồi sơn bộ chân thiệt là đẹp. Yeah. Khách bước ra khỏi tiệm mình thì một cái chân gì mình ăn từ 55 đến 75 đồng cho chương trình này. Mình lấy từ 55 đến 75 đồng. Thì bây giờ cái step đầu tiên là mình ngâm, step thứ nhì mình bắt đầu mình làm scrub, thì thường thường lấy cái process lấy chưa tới một phút là lấy xong. Yeah. Thì em mời em qua bên đây, anh qua bên đây. Yeah. Để anh lấy cho mọi người coi ha. Một muỗng đường, cái đường này đường ăn được ha. Rồi một muỗng gel. Tất cả đều là một muỗng hết. Rồi một chút xíu bông. Thì cái formula của mình là 3211. Thế là 3 nè, 3211 giờ đến 2 nha. Là kế 3 tiếp. Cái ingredients, cái đầu tiên. Đúng, là scrub xong giờ đến mask. Một muỗng mask. Rồi chút xíu bông là 2. Là 2. Bông đó là bông gì vậy hả anh? Bông này là bông rose. Yeah. Và từ bông rose thật sự rồi mình xay nhuyễn ra đó, phơi khô. Yeah. Xay nhuyễn. Rồi kế tiếp mình sắp theo thứ tự như vậy, thợ không thể nào mà lộn được. Yeah. Rồi 1-1 đúng không em? Dạ, 1. Cái này là vừa đủ chiên 2 trứng gà. À. Trứng gà và trứng ngỗng nha. Lấy vừa chiên 2 cái trứng là được rồi. Rồi cái cuối cùng là moisturize. Ok, đó là 3-2-1-1. Như vậy là xong. Yeah. Rồi đầu mình bưng ra ngồi phục vụ cho khách hàng thì bưng cả cái tray này nhìn đẹp không? Yeah. Đúng không? Rồi mình mỗi thứ mình nhỏ 4 giọt. That's it. Đó là một cái chương trình của mình. Sao là mỗi cái bên này nó cũng là một cái mùi của... Đúng vậy. Giống như bây giờ. Giống như bây giờ mình làm bánh chuối đi. Yeah. Bánh chuối phải có chuối và có dầu chuối. Nếu mà chuối không thì nó không có thơm, nó không phải thơm. Có một chút dầu. Đúng vậy. Okay. Cho nên cái này gọi là dầu chuối, còn này là chuối. Yeah. Còn kia là bột đường của Dover ha. Không. Người ta một cái món rất là đặc biệt, một rất là xa. Một cái chế biến rất là hay. Nhưng mà rồi sau khi mà như vậy rồi thì anh apply lên như thế nào với khách hàng? Thì mình cầm cái cây này thì quậy cái lotion trước cho khỏi contaminate những cái product cái lotion này, đúng không? Tại vì cái đó không có cái bột. Còn không? Dầu thì mình chỉ lắc thôi. Yeah. Rồi mình quậy mask. Cầm lên quậy cho mặt trước và khách hàng thấy. Yeah. Khách hàng say wow. Thì cái chữ wow đó mình mới ăn được 75. Ông Quỳnh mới lấy được 75 chứ. Hôm nay mình nói như là nấu ăn cho nên cứ dùng cái chữ ăn rồi. Rất là hay. Đôi khi phục vụ thì mình phải lấy bằng cái muỗng này, đừng có thọc tay vô quẹt. Thật sự cái này là cái rất là độc đáo. Và herbal của tiếng Việt mình nói có thể nói là dược thảo hả? Hoặc là những cái dược thảo. Tại sao mình khi mà mình bị đau nhức mỏi, em hay sức cái dầu khuynh diệp. Yeah. Tại cái dầu khuynh diệp nó là eucalyptus, thì mình có cái line eucalyptus. Thì khi mà mình massage đó thì cái dầu nó go through cái skin. Yeah. Vô cái bloodstream của mình và nó circulate dòng cái muscle đó, thì nó làm cho mình khỏe khỏi đau. Thì đó là herbal, đó là chị nói là dược thảo là như vậy đó. Đúng rồi. Bao nhiêu cái loại dầu mình có thể dùng được trong những cái sản phẩm mà anh dùng ở đây? Thì từ 4 cái basic này mình có thể ra cả trăm mấy chục loại mùi khác nhau. Ví dụ mình có thể làm peppermint là chạy lắm nha. Yeah. Rồi cái mùi kế tiếp là mùi citrus, là mùi cam cũng rất là chạy. Rồi những cái mùi mình gom lại, mùi rose là người đàn bà dùng rất là nhiều. Rồi cái mùi rose này á, nó có mấy trăm loại rose, nhưng mà mình đặc biệt lựa một cái loại rose rất là thơm. Như vậy là này. Căn bản là từ những cái gì anh đang làm, anh có thể create nó ra 100 cho đến 200 cái mùi khác nhau. Đúng vậy. Okay. Mà không cần phải đi mua những cái thùng đã có sẵn cái mùi như vậy. Mà những cái supply này là bên cái tiệm Alfalfa Nail Supply đều có hết. Dạ đúng. Dạ. Và khi khách bước vô mình đưa cái menu như vậy sang không? Thấy không? Ví dụ như em muốn làm chân, yes, can you pick your flavor, rồi
mình đâu mà mình làm. Mary muốn hỏi một cái nữa đó là những cái menu này, những cái in ấn và giá cả và những cái cách làm như thế nào thì bên anh sẽ gửi cho cái người khi mà họ mua cái packet thì họ đúng vậy, có luôn cái này luôn, có luôn cái recipe luôn, một cái tờ giấy ăn gian gọi là recipe. Yeah. Thì khi mình cái mùi nào họ chỉ cách pha như thế nào trong cái recipe này. Giống như nấu ăn mà có recipe vậy. Yeah. Đó là recipe đây. Kính thưa quý anh chị và các bạn, thật sự đó, những cái sản phẩm mà của anh Charlie Quý Tôn đưa lên ngày hôm nay, Mary nghĩ rằng là nếu mà chúng ta có những cái sản phẩm này thì không có cần phải mua cái exfoliation, không có cần mua mask, tự mình sẽ chế tạo và cái giá cả sẽ rất là thấp. Vì như vậy mà hôm nay lại được khoảng nửa giá nữa cho một cái kit như vậy. Anh cho biết rằng là nếu mà họ mua thì cái giới hạn của họ hay là họ có thể mua bao nhiêu cũng được? Mua bao nhiêu cũng được. Một cái packet này hay là anh có những cái packet giá nó nhiều hơn, mua nhiều thì được rẻ hơn hay sao anh? Không, cũng 50% off hết, nhưng mà mình rất là nhiều package. Có package cho đàn ông, có package cho bo menu, package cho trái cây, đủ thứ package hết. Thì anh chị em gọi vào 1-852-9938 thì sẽ tìm hiểu thêm. Yeah. Một lần nữa, Mary Jo, cảm ơn sự theo dõi của quý anh chị và các bạn trong Naildeal và mời anh gửi lời chào. Xin thân chào và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Naildeal. Cảm ơn chị. Xin cảm ơn quý vị theo dõi chương trình và xin quý vị nhớ là phải gọi trong vòng 30 ngày là không thôi là sẽ bán hết hàng đó. Mong quý anh chị và các bạn trong dịp Naildeal kế tiếp.